tao nhận cháu nhận mày là được chắc gì đâu, nhưng thầy cô thì quá, chị thấy càng xem càng thấy thương thầy cô quá, thương mà giờ chẳng làm gì được, giờ chỉ biết là nó gọi là thôi biết xem các kênh như để mà xem mà nghe thôi chứ sao giờ. Thế là mong sao là chính quyền vào vào đấy đi rồi để lấy lại công bằng như thầy cô đỡ tội khổ thân thôi. Giờ biết sao là yêu nó ghê quá rồi chị em ạ. Chị xem là thấy các kênh ấy, nó lên nó mặt nó nói nó đinh 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 cái mặt nó ra, nó không biết sợ hãi, nó không biết là ngại là cái gì, nó nói với lại nó đối đáp với lại mini đấy, cái kênh cái gì út đây, út trai đây à, à, cái út trai đây nó kinh thật đấy. Rồi nghe mà cái phát tảng người ngợm nó lên, nó đi nó ghen ngược với người ta, nhưng đi mini nó nói ghen ngược lại với Ái Vân, nhiều người lại cứ nói khốn nạn này, cứ bảo Ái Vân thế nọ đi kia, nó mẹ kia sự bố nó thì là chồng như thế rồi, giờ không chẳng lẽ là cứ nôi chồng chồng như vậy rồi thì phải chấp nhận này, phải bỏ này. Còn thì đời của con gái làm gì có ai mà cứ sống vậy mà cứ ở vậy, đúng không chị nói có đúng không, nhiều người cứ bảo Ái Vân là bỏ trước mấy nọ kia, sống với nhau mà không thật lòng với nhau chỉ cần mình nghe nó đã uất đức rồi, huống chi nữa là cái nó dọn tận nhà mình đó đấy, xong nó như vậy mà nó khốn nạn quá, nó thật nghĩ khổ thân nghe mà nghĩ thương nó con ngon lòng quá, mà chưa từ có một thời cổ cho ông là chưa có một cái vụ nào mà lại là mẹ chết mà có dã man như 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 Vân Quang Long, tại vì Vân Quang Long nó không nhất khoát ngay ban đầu, tâm là nó để lại cái tội khổ cho bố mẹ với lại cho vợ con, chứ nếu nếu mà nó nhất khoát như ban đầu thì con này nó không ra, nó bắt nạt thằng nó bắt nạt gia đình người ta rồi thật. Chứ chồng chị nói cho em nghe này, nếu như mà người ta mà nhất khoát ngay ban đầu người ta không cho vào để tang, không làm gì người ta, chẳng ai có quyền chửi 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 cái gì, tôi không nhận, tôi nó tết tôi không nhận, tôi không nhận nó làm dâu chẳng có quyền gì, nhưng mà nói thật là thầy cô hiền lành quá, nó mới bắt nạt thầy cô, mày nó mới lại nó nghĩ về thứ nhất là thầy cô, thứ hai là Ái Vân, chứ nếu mà nó thật nó rơi vào người khác thì làm sao mà nó có được như vậy, nó cư xử như vậy được. Thế còn nói về cái chuyện Hoàng à, em có gì cái chỗ cái clip mà Hoàng Thái Tú ấy, xem nó mới cay, như người ta nó chỉ cần nói là số tiền này là gửi về, nhưng mà chị Trinh chị cầm cái chị cái này chị chưa đưa đưa trước cái đấy thì không sao, nhưng bây giờ em đã nhận được thì thôi thì em im đi, mà cái tiền này là coi như là anh gửi về chứ anh không gửi cho bố ba mẹ, anh không gửi về cho anh Vân đúng không, mà cái tiền này tiền người ta cũng người ta là gửi anh là quyên góp để mượn cái tiền này, nói nôm là nó là tiền phúng viếng, mà quyên góp phải phúng viếng cũng nào cái đồng tiền của thằng Long, chỉ cần nó nói nhất quát như thế thôi, cứ ấp áp cũng nói quanh vòng vòng quanh co nó chả đâu vào đâu cả, thế nào để dân mạng lại càng xuống mà càng chửi ông bà đấy, có gì đâu em nhận chị không, nó lên mạng nó nói cái gì đâu, nó chẳng nói chỉ nói rằng là mà trong khi đó nhá, cái con kiểu em có xem cái clip mà cái con kiểu Mỹ đấy nó nói đấy, thằng Hoàng cái Tú điện cho cái Ninh Nang liên tục hỏi em nhận được tiền chưa, nó lại cứ như vậy, nó toàn bảy mối trọi đầu thôi, nó lại càng được đà, nó lại càng đổ vạ cho người ta là cầm số tiền đấy ý đi, ý của nó chúng nó là đổ vạ thôi vậy thôi, còn chị nói em mẹ đâu cũng nhận được tiền rồi đúng không, sớm hay muộn thì cũng lấy được tiền rồi, làm cái gì mà phải rộn rã lên, làm gì phải ầm ĩ lên mà chửi người ta, mà giờ người ta thì già rồi, bố người ta mất con đã khổ lắm rồi, người ta khổ lắm chứ, cô chị nói thật, trong là ở cái cảnh chị nói thật như là ba, như mẹ chị cũng vậy, em chị chết năm ngoái này, em chị cũng chết cái tháng 5 năm ngoái, này. Nó có ốm đau gì đâu, tự nhiên nó đột nó tử nó chết, từ 6 giờ sáng mà cho đến 5 giờ chiều mất người, đấy. Chị nói em nghe khổ lắm chứ, mà mẹ chị suy sụp và mang tiếng bên cạnh mẹ chị còn 6 cô con gái nữa, mà mẹ chị còn suy sụp như thế không chi sao thầy cô mà không suy sụp, mà cuối cùng đã thế nó còn tấn công như thế thì sao chịu, làm sao nổi được, chịu nổi được chứ,
mà công nhận mấy cái thằng nó cũng dã man. Mà chị nói thật, chị xin nói em nhé, nhìn cái bọn cái bọn vi tút ấy, bọn mà nó binh ninh nhan, em thì nhìn em chị nó say chết, không một thằng nào có cái mặt, con mặt gì gọi nó đẹp đẹp mà nó có cái hậu mặt đẹp. Thằng nào nhìn em nhìn nó thằng chơi chơi cái mặt ra xong rồi nhìn rất là kinh, nhìn nó không một tí hậu nào đâu. Đây chị nói thật, chị cũng nhìn không một tí hậu nào. Còn những người đấy làm chính nghĩa thì lại tạng người mặt mũi hiền lành phúc hậu đẹp trai, còn nhìn mấy cái thằng ấy chị cũng nói điêu kể cả mấy đứa con gái nhìn vậy. Cái con giòm giòm mấy cái con tám tám cái gì đấy. Đấy, nhìn cái mặt nó mới là nhất, là cái con Thu Tuyền ấy nhìn nó mới kinh, mạch nó đanh đanh mặt băm nó bổ không vào, nó nhìn nó có cái hậu nào đâu. Người ta là phải làm nhìn gì có nó cái mặt, có cái hậu của mặt thì nó mới gì. Thế nhìn chúng nó không một tí hậu nào. Thật chị nói thật, mấy em thật nghĩ nó buồn thay cho thầy cô. Vậy mà chị mong đêm ngày làm sao mà ước gì mà thầy công an vào cuộc để lấy lại công bằng cho thầy cô đi, rồi cho thầy cô yên ổn làm ăn, cho các cháu nó học hành nó tội khổ thân. Chứ bây giờ cứ như thế này mà nó cứ đấy, người mà đứng lên làm chứng nó cũng chửi người ta. Em theo mini ông Phước đấy, mà ông Phước đấy thì cái nói nhìn con người ta, người ta thật thà, người ta chân chất người ta nói, ta có phải mà ta thêm bớt hay ta lọ kia đâu, nhìn con người ta nói rất là thật, rồi nó cũng chửi ta. Hôm qua nó lên cái clip đấy, nó đổ cho nó bảo là Vân Quang Long đi sang để đi ở nhà kho nhà gì mấy một tháng, mi lấy quả nó 400 lại rồi thánh mà quỷ quỷ nó nói đồ ghê. Con người đấy thì chị nói ngay bây giờ qua chẳng ai dám lên đứng lên người ta làm chứng được, cứ làm chứng thì nó chửi với lại nó đấy. Chị cứ nói nôm nhá, nói về thùng tiền nha, đúng không? Chị thì xem này, nói về cái thùng tiền thì rõ ràng là Tuấn nói rằng là chị được nghe lại ở cái điện thoại ở chỗ của em đấy, đúng không? Nói rằng là lúc giả tiền là con Linh Lan này nó về rồi, nó bỏ rồi đúng không, nó đi đâu vậy, nó ôm cả thùng tiền đi rồi, chỉ còn mỗi mỗi Vân Quang Long mới lại Tuấn ở lại để trả số tiền, trả để thanh toán tiền thôi. Nhưng nó cãi, nó rõ ràng nó nói em là nó ở lại, nó mới cùng Tuấn ở lại thanh toán tiền cuối cùng đúng không, nó nói đúng không, nó nói nghe ý gì không. Nhưng mà đây em thấy chứng vật chứng nhân chứng như thế nó còn cãi thì làm sao mà em bảo làm sao mà mi với lại ông Phước kia mà nó không cãi chắc án được. Nên nó con người nó nhìn nó có hậu đâu mà nó chế 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 à, nó bảo là nó thương chồng nó thì chị hỏi câu này nhé, nó bảo nó thương Vân Quang Long. Nếu như nó thương Vân Quang Long thì không bao giờ để cho mọi người chửi ba mẹ Vân Quang Long, nó chỉ cần nó lên tiếng như vậy thôi. Nó bảo là thôi các anh không được có quyền như thế, cái việc của em với lại gia đình em xử lý nhau như là thì thôi, nhưng các anh không được có quyền, các anh không được nói ba mẹ em như thế đúng không. Thì cụ nội thằng nào nó dám nó lên nó chửi đấy đúng rồi chị. đúng không, Dạ đúng. chị nói vậy có đúng không, cụ nội đứa nào nó lên nó chửi thầy cô đấy. Nhưng mà đây nó lại là cái nó lại khơi ngoài ra, nó tàn khơi ngoài ra, tàn khơi khơi ra thôi, chính nó là con người nó khơi ra chứ không phải là, mà chính nó là chủ trương là để cho bọn kia là chỉ có tiền nữa đấy em thấy, lên mạng chỉ có nói tiền thôi mới lại nhận cháu thôi, chứ có cái gì đâu, không có một cái gì nhé, không có phân tích. Còn nếu nói về 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 văn phòng à mấy các em à, nếu nói về văn phòng em mới lại anh chàng bán rau với các em phân tích đâu vào đấy, phân tích người ta phân tích mà người ta lại có bằng chứng, chứ có đổ thừa nó cái gì đâu đúng không, bằng của ai ở bên kênh bên này, của ai nói náo thét này là của ai xúc phạm chúng nó, người ta chỉ có đứng lên ta chính nghĩa là người ta đứng lên ta phân phui, người ta nói rõ ràng chẳng hạn bên thầy cô thế này thôi đúng không. Em xem nhé, có ai xúc phạm chúng nó, có ai khốn nạn như cái lũ kia đấy, kể cả con bé hẹn lần vậy, có ai nói một cái gì không. Đây nó được giết, nó dục mạ mấy đứa trẻ, hai đứa trẻ khổ thân mà hai đứa nó hiền này, nó không có biết gì đâu. Bây giờ chị nói em nghe là khổ nhất là thầy cô thôi. Còn cái chuyện thôi nó đổ cho Ai Vân thì thôi rồi, Ai Vân thì thôi, bây giờ muốn nói gì thì thôi, cái chuyện đấy không nghĩ
còn Bông nghĩ gì thì tức kiểu cho anh Vân Đạt, nhưng mà thôi nó còn đỡ hơn là thầy cô. Nhưng mà chị nói để mà chị nghe thì chị nói này, thầy cô mấy anh Vân có cái nào thì nên tội không? Không có một cái gì để mà mắc một cái tội với nhà nó cả. Đúng không? Không có cái gì để tội với nhà nó. Thế mà nó cũng chửi thầy cô được. Còn cái chuyện người ta nhận dâu hay nhận cháu, người ta nhận thì không là quyền người ta. đúng Và kể cả thật người ta không nhận, không làm gì được người ta. rồi. Thế nhưng người ta nghĩ là đang ngay lúc này là người ta không muốn, là người ta nhận hay không là người ta phải từ từ, không kể ra chúng nó không ầm ĩ lên có khi là người ta cũng nhận rồi đấy. Hai bông Chị nhận em tiền nhận chị không? không? Thế nhưng bây giờ là vô lý, thế bây giờ là con cháu người ta Đã xong mà người ta không nhận hay không là phải để cho từ từ chứ. Chỉ có mỗi thế rồi là súng chửi ta rồi, tiền mấy bánh thôi mà chửi như ta. Chứ có cái gì đâu, bảo thầy cô sai mà cái gì đó, chẳng hạn là thầy cô cái tiền này thầy cô không chia cho nó nó kia, với lại thì thế nọ kia, có thầy cô ôm cả hay là nó kia thì nó chửi nó thì ta được chứ. Nhưng đây có cái gì để mà chửi như ta? Chị thấy là chị xem kênh riêng của chúng nó chị cũng xem, nhưng chị chỉ cần chị xem những các cái kênh chính nghĩa, chứ chị thực lòng chị không xem kênh nó. Nhưng mà hai hôm vừa rồi chị mới xem cái kênh cái con Linh Lan nó đứng lên nó cãi nó nói mi đấy, chứ còn đúng chị không xem, không bao giờ chị tò xem cái đội đó nào, không bao giờ chị xem. này đỡ Nhưng mà hay chị nhỉ? mở ra chị chỉ Không cần đúng không không xem chúng nó, chị mở ra người bình luận thôi là chị đã biết là cái lũ này nó khốn nạn này, nó chửi thầy cô rồi, chị nói thật. Nhưng mà tất thay Thế cho cái một điều này là thầy vòng cô này hiền mới mua quá, này nói thật thầy cô quá hiền. Chứ thầy cô mà con người mà đẹp thầy quá. cô mà cứng rắn ngay ban đầu thì nó không có một cái vị gì, buổi nó khoảng thẳng cái đám ma Con không lên mới đi nó chạy gì bị hả con? muốn ra cái chữ gì ra Hôm giấy đó con mà mua nói quá. đây bằng đúng thì nó là bỏ Vân Quang Long rồi đấy, bao nhiêu người làm chứng đúng không, có cả tin nhắn bên trên nhé, thế trên người ta đưa lên bằng chứng rõ ràng nó đã bỏ Để đúc nhang từ tháng 3 năm 2019 đúng không, mà đến mãi tháng 12 mà Vân Quang Long mới mất nó là bao nhiêu tháng, nó đã không gì rồi. Xong để đi tiếp theo ông anh Phước anh đứng anh nói là 10 tháng, cái mini nói 11 tháng đúng không, nó đã không liên quan gì đến người ta mới thanh thản. Đấy, chị nên để chị nói cho em nghe mà. Kể cả như Thanh Thảo cứ mọi người cứ xuống chửi nó, chửi cái gì em nhận không, chửi cái gì, nếu Thanh Thảo nó không đứng lên vạch mặt con này ra thì làm sao nó đứng nó xin lỗi bố mẹ vẫn đang không, nhưng nó xin lỗi, nó xin lỗi bố láo, nó không thiếu gì cái chỗ cái lúc nó xin lỗi cái đúng cái hôm năm mà nếu nó muốn xin lỗi mà nó thật lòng thật tâm nó ở lại chẳng hạn vậy, xong công việc thì nó xin lỗi, nhưng cái lúc người ta đang cúng này người ta đang họ kia về nó túng tay thì ra xin lỗi. Nghe em thấy nó có vô lý vô riêng đó. Đấy là không, đấy là dối trá chứ đấy cũng phải là xin lỗi, mà cái đấy là giả dối. Xong rồi thế là lại chúng nó lại xuống vào cái người cái loại vô học thức nó mới xuống nó chửi thầy cô thôi. Còn những con người người ta hiểu mà người ta gì thì không ai người ta nói cái gì, mà người ta chỉ nói là không cái lúc này là không phải cái lúc mà nó xin lỗi, em nhận không, cái lúc nó có xin lỗi làm sao với cái ngày hôm nay lại đi xin lỗi cái ngày đấy cái giờ đấy. Thế xong nó nói là vợ gì, thế là vợ gì mà lại sao lại không không lên sớm mà nó không loa, đúng ra nó là vợ nó phải lên từ hôm trước, nó phải lên cho ông bà mẹ ai Vân chị em lên xem có cái việc gì hay nọ kia. Đến đến tầm lúc mà may mà xong là lại Vân Quang Long này còn muộn, nó còn đi kéo dài thời gian thì bắt đầu nó mới gặp được cái ông ý, không làm biết gì mà nó gặp được đúng không, cái này với ngoài cô mà không? Đưa lúc có khi đưa đưa chó xuống lỗ rồi khi lần mãi thì đầu nó mới đến chứ làm gì cô có với mặt này nó đâu. Thế nó ở đâu chị hỏi em, nếu nó là vợ, nó bảo nó là vợ chính chức thì nó ở đâu, nó vợ gì đấy hay cái này nó là chỉ cô tiền thôi. sắp qua Mà đây Tết rút là cục nhận lại đây em khung này phải hay để đúng ý tất cả em xem, tất nhìn cả cô là nào vì tiền, tất cả là vì tiền nhất, không có một cái gì cả, nó chửi thầy cô cũng chỉ vì đồng tiền, không có một cái gì ngoài ra. Mấy là ý của nó này chị về chị nói thật là ý của nó này là nó không phải mà bây giờ nó nghĩ rằng là sau này thầy cô lại còn phải chia cho con nó nữa, không phải những cái tiền này em mà không, ý là còn lại đất đai các thứ là ý của chúng nó là con phải chia cho nữa
Alo, Minh Tân xin chào Dạ, cô chú, có gì chị em liên hệ chị sau nha, em muốn bận nghe công việc ha. chút. Thì bữa nay Ấy là chị chị tâm sự với em như thế, quan nghe tâm. em.